Mình bảo thằng Hòa nó vào nó bảo với thằng Cương là cái bầu đấy là của thằng Cương. Nhưng mà Hòa nó xạ vào đấy bị Cương đánh cho nên nó không vào. Thì mình đánh bây giờ con ạ, mọi chuyện thôi thì bây giờ mày bảo này không chuyện đánh là mà. Người mời con vào vào bây giờ không nói được, tiên vào con Cương nó ghét nhau tiên vào để nói chuyện hay là giấu phải hỏi thằng Cương chắc chắn nữa đi rồi không, chắc chắn. Nhưng mà con bây giờ con bảo thằng Cương kiểu chắc chắn kiểu gì nó cũng không tin là con của nó, tại vì từ trước nay là Tân Vinh đã bảo là con của thằng Hòa rồi. Gì vậy giờ căng đấy. Có gì thì có mấy chuyện em nói hết anh ơi, giờ anh nói cái gì thôi. Bây giờ còn một cái quan trọng hơn, bây giờ anh bảo mày này, bây giờ mày biết Tân Vinh nó là có bầu với Cương rồi đúng không? Vâng. Thì bây giờ chính mày ấy đi vào trong đấy bảo nó cho nó biết. Em bảo ai? Bảo Cương, chú Cương ấy. Hiền Khánh Lai không hòa vào được con gì. Không, nào? Một mình hòa vào nói chuyện. Không, em không vào đâu. Anh biết em bảo em nhìn thằng đấy em ghét lắm thì ghét bây giờ nó là chú mình không được ghét nữa. Thằng chú á. Mày bây giờ gọi thằng chú. Mày bây giờ phải gọi bằng chú Cương, cẩn thận. Mới bây giờ tiên em vào em bảo nó làm gì, anh đi vào bảo gì? Em vào bảo mày nó bảo thì nó mới chất lượng được không? Em bảo nó không tin đi. Em không tin, mày bảo bây giờ trước này trước anh yêu con Vinh ấy thì bây giờ cái bầu đấy là anh nhận đấy mang về và nuôi, còn đứa con nó bùng là của anh đấy, không phải của em đâu. Em nói xong câu đấy nó đấm không đấm em không làm người. À ừ nhỉ, nếu mà nói xong câu đấy vẫn chả không, bây giờ tiên đang đấm chết Hòa nhỉ. Tiên đang bảo không còn đánh đâu. Tiên lại đổi không không, bây giờ đổi lung tung nó biện Hòa thật đấy. Đúng không? Ở nhà mình em dám đánh như vào đấy em. Anh nghĩ sai. Bây giờ anh không anh vào đi, anh vào anh bảo. Ông anh muốn mày vào mày nói cho nó thẳng thắn cái gì. Mà mẹ nó nhỉ? Anh hỏi mẹ tí xem mẹ nên vào bảo như nào. Không biết mẹ chắc anh không nhà ấy. Bây giờ thì mày biết cái lỗi sai của mày rồi gì? Thì em biết rồi, em nói hết cho anh ấy, có cái gì em đã không mẹ nói. Mẹ đi. Bây giờ con bảo. Ai con đang định bảo thằng Hòa nó vào nó bảo với thằng Cương là cái bầu đấy là của thằng Cương. Nhưng mà Hòa nó xạ vào đấy bị Cương đánh cho nên nó không vào. Thì mình đánh bây giờ con ạ, mọi chuyện thôi thì bây giờ mày bảo này không chính gọi là người. Nhưng mà con vào bây giờ không nói được, tiên vào con Cương nó ghét nhau, tiên vào để nói chuyện nào. Ghét nhau bây giờ cũng phải đối mặt với nhau, giờ là trước nó vậy bây giờ nó lại là chú con rồi. Không, con không muốn nhìn mặt nữa. Trước sau cũng phải đối mặt, bây giờ có gì con vào con nói thẳng vào mặt, bảo thẳng chú bảo xem là nó bảo nhận đúng là nó ở bên Vinh không, có bầu đấy là thật của Vinh hay là biết đâu nhớ được của thằng khác hay sao. Đấy đúng rồi, mẹ nó cũng đúng đấy, con là con nghi ngờ nên mẹ con tí bây giờ thôi để một vị con vào mẹ. Không để anh Khánh vào luôn. Thôi để anh vào, anh sẽ nói chuyện với cả bà Lành cho bà biết luôn đấy. Đấy vào nói cho bà Lành mới biết. Thế là mẹ đi nữa. Thôi mình Khánh đi cũng được bà. Một vị con đi đâu, con vào con bảo bà Lành, con sợ là giờ nói sợ bà Lành bà sốc nữa nhỉ. Không sốc đâu. Đó là từ tượng nói này. Vừa với thằng Cương vừa về xong xong bắt đầu lại bây giờ lại nói với thằng Cương luôn cho bà mấy hôm đã. Không, phải nói cho bà Lành bà biết để bà cái biết lối con cái bà cần dạy. Nhưng mà sợ bà cần vui sao Khánh, biết đâu được là nhưng mà quan trọng là không biết con được cái bầu đấy. Con có cháu thì vui thôi, nhưng mà con cháu lại người yêu cũ của thằng Hòa này nó mới khổ phải không? Còn ai bây giờ như ở mẹ ra bảo cứ ngọc có cháu có bầu ai chả vui không? Nhưng mà mẹ bảo hỏi thằng Hòa là Khánh ạ, mày nghĩ suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ nghĩa là bắt tay lên chán mà nghĩ cho nên chán chưa? Để đúng có phải là con có ăn ở với nó hay không, mẹ hỏi có ăn ở không? Con bảo con cả hết, có mỗi một lần là con say rượu là con ngủ với nó thôi, còn làm gì con không biết. Say rượu ấy. Đúng rồi, ngu thật, ngủ hay không cần không biết nữa thì chịu mày đấy. Đâu gì gì không biết tao mày. Hay là giấu. Khánh phải hỏi thằng Cương chắc chắn nữa đi rồi. Được rồi. Nhưng mà con bây giờ con bảo thằng Cương kiểu chắc chắn kiểu gì nó cũng không tin là con của nó, tại vì từ trước nay là Tân Vinh nó bảo là con của thằng Hòa rồi. Gì vậy giờ căng đấy. À không, bây giờ mẹ cứ để yên. Căng thì anh mang cái hiêm hôm qua đấy bảo. Ờ anh cầm đi rồi. Cái hiêm nhá, nếu mà cần thiết lắm thì bảo là mai kia cứ cho nó bầu to tí đi xét nghiệm. Đúng biết rồi. Ngay mà. Ta bầu to nào 3 tháng thôi nhỉ. 3 tháng là bắt đầu xét nghiệm ADN rồi. Ra hết chứ mà. Chúng mà cái này nó to tí. Nhưng mà không biết có phải là của thằng Cương không được con nó đi lung tung cái con này rồi, mẹ bảo này con này như kiểu là nói thì bảo ấy nhưng mà nó lăng nhăng lắm. Chứ chừng đó với hai đứa cháu con này nó yêu hai đứa cháu mà kiểu nó cần yêu ngoài cái ai yêu hai người người ta gọi là bắt cá hai tay. Mà nên nó cần cái đợt đấy cần bắt mấy cái thằng kia nó cần chơi mấy cái thằng mai sau mấy cái thằng đi ấy rồi.
hay là cái con đấy thấy Hòa nó hiền quá, hiền lành quá nên là hay là nó muốn về nhà này. Ba biết rồi. Đầu mày mọc tóc nó mọc sừng lên chân chốc này. Mày nó không mọc cái mấy cái sừng có là bảo mẹ với anh, mẹ với anh lúc nào cũng nói con chửi nói là bảo con biết rồi. Toàn có cái một sừng lắp cho mấy cái. Lắp con cái sừng vào. Như vậy thì bố mẹ nói thì nghe, không phải là yêu ai thì yêu, mẹ không ngăn cản, nhưng mà con người nhìn nó cũng phỉ là trước sau nói nó phỉ cái đầu tóc đầu tiên và đầu tiên lại ấy rồi. Từ cái đợt mà nó đánh cắt ngọc ở ngoài đường ngoài kia kìa, mình đã thấy con này tính làm sao rồi. Riêng có con gái hiền hòa hiền hậu thì con nhận lỗi mẹ cả chuyện cái mình là mặt mày à, yêu không phải nói mày là, thì mày trước ta đánh mày mấy phát có đúng không, đúng hay đánh sai bây giờ anh nói chẳng đúng sao. Con mẹ nó cấm con mày yêu như thằng Khánh yêu con nào tôi cấm đâu. Bây giờ bùm bà nó cấm như vậy, còn đang yêu thì kệ, nhưng mà yêu con người nó phải sao, xấu xí một tí cũng được, không quan trọng là cái tính nết thì thật thà hiền lành. Thôi bây giờ mẹ với Hòa cứ nói chuyện nhau tiếp đi, bà con bà trong bà lành, con nói với cả bà lành với cả cứ biết cho mọi chuyện được sáng tỏ, càng sớm càng tốt. Nói em đẹp không con, tốt nhất là trước sau phải nói thì thôi, tốt nhất nói luôn bà, vâng, bà ơi, cháu con bảo với cả bà hết với... cho bà nghe, nghe chưa vâng, cả hết cho bà với cả cho Cương biết luôn. Thế ra chúng nó biết, nhưng mà Cương biết là nhìn nó sốc đấy. Sốc, sợ cho chửi luôn bạn. Bây giờ tại vì nó chúng là nó vừa nhận mẹ rồi. Nó đang sốc nặng, không bây giờ lại thêm một cái này nữa. Nhưng mà trước sau phải nói thì nói cho nó nghe luôn đi xem là đúng hay không, để mẹ con thì mình giải quyết. Rồi thôi, bây giờ để con đi vào trong chỗ nhà bà lành nhá. Con cứ đi vào đi. Con sợ nó cứ phá thai đi. Ừ. Giờ không dám phá đâu, giờ về nhà Cương thì sướng quá đi. Không sợ nó không về con ạ. À. Không về hả? À? Đúng thằng Hòa là đúng, nếu con là con phải bảo là bà lành với thằng Cương là nếu mà thằng Cương nhận, nếu chỉ khác là con thằng Cương thì bảo nó đến quán em phá thật thì cái con này. Vâng. Thằng Hòa bảo nó phá thật đi. Thằng Hòa bảo Cương nếu mà gặp nó không bảo phá thật ai được. Ừ. Thế đi. Đi nhá. Bây giờ có tuổi đấy. Ờ. Con ơi, bà bảo này. Dạ. Thằng là cái cân Vinh ấy là nó là cái thằng Hòa này là ngơ ngơ ngác ra ấy, chả yêu đương bao giờ. Nó yêu nó là vừa hiền nói thì bảo không phải là ấy, nhưng mà thằng này chỉ có yêu con Vinh với mù quáng vậy, còn nó ăn chơi cái gì đâu, đây là nó muốn lấy chứ sao. Rồi nó hiền quá, kiểu biết như vậy. Kiểu cái này tốt thì bán. Mà lần đợt đấy là thằng Cương kiểu nó ăn chơi, có khả năng là ăn ở với thằng Cương rồi, nhưng mà không dám, thằng Cương nó khéo, nó không nhận ấy, hay là thằng nào không nhận nó đổi với thằng này thôi. Hoặc là thấy thằng Cương nó nghịch quá ấy bà, đấy. Đây. Thằng Cương nó nghịch quá xong là nên thấy thằng Hòa nhà bà hiền đây này. Là muốn theo Hòa đây này. Đấy, mai sau cứ nọ nay bố mày đi làm, bố mày không ở nhà, bố mày ở nhà nay có bố mày để cho một trận. Bố mày mình biết bị lừa như này chứ cân ngát là lỡ bố mày rồi, đi giờ đến lượt thằng con lại tí thì mọc sừng. Nhưng mà may nhảy bây giờ biết rồi thì đấy. Bây giờ thôi bây giờ bây giờ chả mọc sừng rồi bà. Không à? Nhưng bây giờ là mọc sừng rồi đấy, suýt thì là nuôi con hộ người khác thôi. Mai sao nó cần đòi bỏ học chứ. Đấy. Không mà nên mẹ nói không con bỏ học, cần các thầy các cô gọi suốt để bảo là học hành học được thì chỉ có mà học. Vì nó mà bà phải đi viện một lần thì cần gì? Ba cần đi viện nó ốm cho suýt chết cái vụ đấy, đau đầu tự chết. Thôi về vậy là ok rồi. Đã nhận lỗi mẹ, bây giờ con học hành chăm chỉ rồi. Mẹ thôi, lên tôi con học chăm rồi. Rồi, tao ấy rồi, tao cô giáo nay có điện bảo cô giáo rồi, bảo là thôi cố gắng quan tâm đến các em Hòa tí, nhưng con điện cô giáo làm gì? Mẹ điện bảo đấy giờ thi cử cho gia đình nhà mình lắm chuyện nó kia thứ, cô ấy bảo là em hiểu hoàn cảnh của chị rồi nên thôi chị bận cho em đi học được vậy là tốt rồi, mai em không bỏ học. Mẹ kể cô giáo cô nay cô thông cảm rồi, cô không nói gì hết cả. Vâng, được chưa? Đi học không có sợ bạn bè hay các thứ nọ. Sắp xong rồi mà bà, còn mấy tháng có đâu? Đấy. Có hơn tháng nữa thi đúng không? Chuẩn bị mà học mà dồn vào mà học hành và thi cử chứ nữa. Ít nhất là phải có cái bằng lớp 12 để mà đi ra ngoài xin công ty. Mình chắc chẳng có công việc để đi học ấy đâu. Ra công ty đâu. Ngành nghề đâu, chỉ đi công ty cho có bằng thôi. Biết rồi. Mà anh toàn tí anh vào trong kia với Khánh không? Không đâu. Thôi toàn đi mà không. Kể cho mình Khánh là kể Khánh đi, tại vì nhà nó kiểu nó giàu cũng ngại ngại cháu cũng ngại. Thế mà bây giờ nó cứ đấy, tự dưng này lại có thêm cái thằng bạn đấy, toàn ở gần nhau thì có gần bạn nhà Cương đấy, cái khác nhà này. Nhưng mà kéo đấy hai bà đấy là tao nghe ấy lắm ấy. Con đi vào đây cứ lấy cái sách phải đi đi. Vào bài đi thôi, cháu vào cho đấy công nước bà. Ờ chờ Khánh về xem nào. Rồi.